Trong thư gửi các tín hữu nhân dịp tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu đọc Kinh Mân Côi chung tại gia đình hoặc đọc riêng để được hiệp nhất và vượt qua đại dịch. Đức Thánh Cha cũng gửi đến các tín hữu hai lời kinh cầu nguyện với Đức Mẹ để đọc vào cuối buổi đọc Kinh Mân Côi. Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ. Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin thương xót ghé mắt nhìn đoàn chúng con đang trong đại dịch virus corona. Xin an ủi những người mất mát và than khóc người thân của họ đã qua đời, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà vì để tránh lây nhiễm, họ không thể ở gần. Xin ban sự tin tưởng phó thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì hậu quả kinh tế và việc làm. Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng con, xin cầu cùng Chúa là Cha thương xót cho chúng con để thử thách này chấm dứt, đồng thời chân trời hy vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn cùng con Thiên Chúa của Mẹ. Xin Người an ủi các gia đình của các bệnh nhân và các nạn nhân và mở lòng họ với sự tin tưởng. Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế, các tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe. Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh mục, những người với sự quan tâm mục vụ và dấn thân tin mừng đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người. Lạy Đức Trinh Nữ Thánh Thiện, xin soi sáng tâm trí của các nhà khoa học giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến thắng virus này. Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc gia để họ hành động với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những người thiếu những điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh thần liên đới. Lạy Mẹ Maria Rất Thánh, xin đánh động các lương tâm để thay vì những số tiền khổng lồ được dùng trong việc tăng cường và hoàn thiện các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai. Lạy Mẹ Rất Yêu Dấu, xin làm cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết tất cả mọi người, để với tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp bao nhiêu người đang sống trong nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, đấng an ủi những người khổ đau, xin ôm lấy các con cái của Mẹ đang gặp hoạn nạn và xin Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền năng của Người để giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình. Chúng con phó thác cho Mẹ, đấng chiếu sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu hiền. Amen.